Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cộng Review. Và trong mục Cộng Review ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm mà chúng ta rất là cần thiết đến. Thì mình nghĩ là hầu hết các sản phẩm bây giờ liên quan đến điện thoại ấy, thì chúng ta sẽ cần sạc cáp, đương nhiên là sẽ có rồi. Ai cũng sẽ có sạc cáp đi kèm với điện thoại và một cái tai nghe. Thì sạc cáp luôn luôn đi kèm trong hộp, chúng ta có thể mua thêm rất dễ dàng. Nhưng mà tai nghe thì có rất nhiều những điện thoại bây giờ mua mới nó cũng không được tặng kèm tai nghe. Cái số mà được tặng kèm tai nghe thì không phải là nhiều, và hầu hết điện thoại xách tay bây giờ đều không có tai nghe hết. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tai nghe tới từ Sony. Và cái tai nghe này thì mình đã nhắc trong video mà mình nói về cái máy nghe nhạc Sony lần trước. Tai nghe này là tai nghe EX15AP. Nó sẽ có mức giá đâu đó là 390.000. Thì về cái mức giá này mình sẽ nói đến sau. Nhưng mà đây sẽ là một cái tai nghe mà mình nghĩ là các bạn sẽ cần để ý đến nếu như cần một cái tai nghe mà nó theo kiểu là nó phù hợp với mọi thiết bị. Cái tai nghe này nó sinh ra không phải là để dành cho một thiết bị nào cả. Ví dụ chúng ta hình dung là tai nghe Samsung AKG, nó dành cho các điện thoại Samsung. Nếu mà chúng ta cắm vào một con điện thoại Android nào đó khác, có thể là nó không nhận micro, thậm chí không nhận nút bấm. Tiếp theo thì tai nghe iPhone, chúng ta có thể cắm cổng 3.5 vào Android, nhưng mà nó cũng không phát huy hết được cái tính năng của nó. Đôi khi một số tính năng không dùng được, micro không dùng được hoặc nút bấm cũng không dùng được. Tiếp theo thì một số tai nghe như là tai nghe BNO, tai nghe QuadBit thì chúng ta có thể cắm vào Samsung được, nhưng mà một số tính năng cũng không hoạt động, hoặc là piston iron của Xiaomi cũng vậy. Thì nó cũng chỉ phù hợp với là các cái hệ máy mà nó có thôi. Với tai nghe này là tai nghe Sony thì nó không phải là một cái tai nghe mà dành riêng cho máy Sony, mà nó dành cho mọi thiết bị. Tức là chúng ta hình dung như này: nếu mà bạn có nhu cầu mua một cái tai nghe mà bạn vừa có thể cắm vào cái iPhone của bạn, vừa có thể cắm vào cái LG của bạn, vừa có thể cắm vào cái Samsung của bạn, cắm cả vào cái Xiaomi của bạn cũng được, cắm cả vào cái máy nghe nhạc của bạn cũng thế, và cắm cả vào cái laptop cũng như là cái máy tính để bàn của bạn cũng đều hoạt động tốt, thì đây là một cái tai nghe mà bạn cần để ý đến. Nó có tên đó là Sony EX15AP. Mức giá của nó là 390.000, và nếu các bạn mua bằng cái link bên dưới phần mô tả, các bạn sẽ được tặng kèm một cái voucher 100.000 của GodEat. Thì đó là một cái mức giá mình nghĩ là hợp lý. Với một mức giá như vậy thì chúng ta sẽ được cái gì? Đầu tiên là cái tai nghe này tới từ thương hiệu Sony là một. Thứ hai là nó sẽ có rất nhiều phần màu sắc mà chúng ta có thể lựa chọn. Mình đang cầm ở đây là một cái màu trắng, thì chúng ta có thể lựa chọn màu trắng, màu đen, xanh, hồng, vàng, tím, có tất cả 5-6 màu gì đó, thì nó cũng khá là phù hợp. Đây là một cái tai nghe được sản xuất dành cho mọi thiết bị, cho nên là chúng ta cắm vào cái nào cũng dùng được. Có một cái điểm trừ trên cái thân tai nghe này, đó là nó không có nút tăng giảm âm lượng. Thế nhưng mà chúng ta lại có một cái nút bấm ở chính giữa này để phục vụ cho những mục đích, ví dụ như là chúng ta cần next bài trong khi nghe nhạc, hoặc tạm dừng, hoặc là nhận cuộc gọi, đều ok hết. Và cái micro này cũng vậy. Cái tai nghe này nó sẽ hoạt động được hết các chức năng về nút cũng như là micro với mọi máy. Tức là các bạn hình dung là nó sẽ không có bất cứ vấn đề gì nếu như mà các bạn cần một cái tai nghe mà sử dụng cho đa thiết bị. Mình có thể hôm nay mình cắm vào cái máy nghe nhạc, xong rồi ngày mai mình cắm vào cái iPhone, ngày kia thì mình lại dùng nó mở trên cắm vào một cái MacBook, rồi ngày kia là mình lại cắm vào một cái PC để trên bàn. Kiểu gì nó cũng làm được hết. Và cái ưu điểm của tai nghe này thì mình cũng sẽ mô tả luôn, tại vì các bạn cũng sẽ không thể nào mà kiểu như là hình dung ra trong một video như này, thì chỉ có cách là mô tả thôi. Chúng ta không nghe qua video được, không nghe tai nghe qua video được. Tai nghe này là tai nghe Sony, và cái điểm nhấn của nó đến từ phần bass. Bass của nó thì không quá dày nhưng mà nó chắc và nảy. Tức là nếu như chúng ta nghe EDM, nghe các thể loại nhạc sôi động thì nó vừa đủ. Và cái điểm yếu của cái âm thanh của cái tai nghe này mình cho rằng là nó hơi thiếu giải treble một tí. Giải mid của nó thì đều, nghĩa là chúng ta nghe bình thường thì ok. Bass cũng có, chắc và nảy. Tuy nhiên thì cái giải treble, tức là cái giải cao cao một chút, thì nó lại không ra sao lắm. Nhưng mà nói chung chất lượng của tai nghe này là ổn, và mình nghĩ là nó cũng sẽ ngang ngửa với các tai nghe cùng tầm giá. Ví dụ nếu mà so sánh sang với lại Piston Iron Pro thì nó sẽ kém bass hơn một chút, và nó thì nhưng mà nó lại có âm trường rộng hơn. Tai nghe này có âm trường tương đối là rộng. Bây giờ mình sẽ quay gần hơn vào cái tai nghe của ngày hôm nay để cho các bạn thấy là đây là một trong những cái lựa chọn trong tầm giá mà chúng ta cũng cần để ý đến. Và bên cạnh những cái tai nghe theo máy mà các bạn có thể mua, có thể mua phải hàng thật, có thể mua phải hàng giả, thế nhưng mà đôi khi nó lại không phù hợp với hệ máy của chúng ta. Nếu mà chúng ta mua một cái tai nghe Sony như thế này thì hệ máy nào cũng cắm được. Mình sẽ quay gần hơn chi tiết vào sản phẩm của ngày hôm nay. Và đây là cái nhìn gần hơn vào chiếc tai nghe của chúng ta ngày hôm nay. Đây là cái bên tai phải ấy, thì như bạn nhìn thấy thì housing của nó là nó bằng nhựa thôi. Và chúng ta sẽ có cái phần này thì nó như thế này. Đó, như bạn nhìn thấy thì cái phần này của nó thì cũng cái màng loa của nó cũng không phải là lớn lắm. Cái phía bọc bên ngoài này thì nó hơi trong một chút, và sẽ có tên thương hiệu Sony ở cái phía góc ở bên ngoài này, nhìn thì cũng được. Với phiên bản màu trắng này thì mình thấy là nếu mà các bạn mà sợ bẩn ấy thì mua bản màu khác cũng được, ví dụ màu đen các thứ. Khi mà mua chúng ta sẽ được tặng kèm khoảng 3 cặp tips như thế này để thay đổi tùy kích cỡ tai. Nhưng mà kích cỡ tai mình phù hợp với lại cái tips mặc định, cho nên là mình cũng không cần thay đổi gì hết. Về phần sợi dây thì chúng ta sẽ có dây mảnh bình thường thôi, không phải dây dù, cũng không phải dây chống rối, mà nó là dây bình thường.
Về cái phần chữ Y này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ hơi mỏng manh một chút, cho nên là chúng ta cũng không nên là quá kiểu như quá tác động lực vào đây, thì nó cũng sẽ có thể là làm cho gãy gập hoặc đứt. Ở đây chúng ta sẽ có được dập nổi chữ Việt Nam này, và cái dây đôi này thì nó cứ kéo dài như vậy. Về phần đầu rách của nó ấy, thì nó là cái rách chữ L. Rách này chữ L thì chúng ta sẽ dễ hơn trong việc là đút điện thoại hay là máy nghe nhạc vào túi quần mà không phải lo ảnh hưởng gì hết. Cái đầu này thì nó được mạ vàng, và chúng ta thấy được luôn đó là chúng ta sẽ có cổng micro ở đây. Thì cái micro nó sẽ nằm ở phía bên tay phải như thế này. Và với cái micro này thì chính vì tính tương thích cao của thiết bị này, cho nên là chúng ta sử dụng micro được ở có thể nói là hầu hết tất cả các thiết bị mà cắm cái tai nghe này vào. Phía này chúng ta sẽ có một nút bấm. Nút bấm này sẽ dùng để ấn một lần để trả lời cuộc gọi, hoặc chúng ta ấn một lần để tạm dừng hoặc là chơi nhạc tiếp, ấn hai lần để next bài và ấn ba lần để trở lại bài trước. Thì mình nghĩ như vậy cũng ổn rồi. Chúng ta chỉ có mỗi cái đó là không có nút tăng giảm âm lượng mà thôi. Tại vì nếu mà có nút tăng giảm âm lượng ấy, thì nó sẽ làm giảm đi cái khả năng tương thích của tai nghe này với mọi thiết bị. Như các bạn thấy là những tai nghe đi kèm máy ấy, thì nó chỉ phù hợp với lại đúng cái máy đó hoặc là cái hãng đó mà thôi. Nếu cắm sang hãng khác thì chưa chắc là các cái nút bấm đó nó đã hoàn thành đúng cái chức năng của nó. Về tất cả những cái thiết kế thì mình thấy là nó cũng không có quá nhiều điều đặc biệt. Mức độ dài dây là vừa phải, mình nghĩ là như này là hoàn toàn ok. Còn lại cái điểm cộng của nó như mình đã nói luôn thì đó là nó đến từ cái phần tương thích tốt với mọi thiết bị. Thứ hai là chất lượng âm thanh của nó là khá tốt. Đối với một chiếc tai nghe như thế này thì các bạn có thể nghe đa dụng tốt. Nếu như mà chúng ta cần sự lựa chọn tốt hơn về các cái thể loại âm thanh chúng ta nghe, có nghĩa là nghe tạp ấy, thì các bạn cũng có thể làm giống mình, đó là tải một cái phần mềm, đó là tên là Music Center. Cái phần mềm này tới từ Sony cho nên là nó sẽ cực kỳ phù hợp với các cái thiết bị tới từ Sony khác. Ví dụ mình đã từng kết nối với lại cái loa XB21 ở đây, thì bây giờ không kết nối nó không hiện. Còn lại nếu mà nghe nhạc trên máy ấy, thì chúng ta ấn vào như thế này và có thể nghe nhạc luôn trên ứng dụng này. Ví dụ đây mình mở cái bài Ai Về Sông Tương này. Thì nếu như chúng ta nghe nhạc nhẹ nhẹ, nghe nhạc xưa như thế này, chúng ta có thể tùy chỉnh. Ở trong setting này thì có thể tùy chỉnh các thứ, ví dụ như là direct source, có nghĩa là chúng ta có thể nghe nó ở cái chất lượng nó chính xác của bản nhạc, hoặc là thậm chí có thể tùy chỉnh cái equalizer này bằng rất nhiều những custom ở đây, từ rock, pop, jazz, unique, soul, vân vân, rất là nhiều. Bass boost, treble boost, thiếu cái nào chúng ta boost cái đó, và ngoài ra thì có clear bass, công nghệ độc quyền tới từ Sony luôn. Và những cái tùy chỉnh này nó sẽ đặc biệt phù hợp với các thiết bị tới từ Sony. Các bạn yên tâm là mặc dù qua một cái jack như này nhưng mà nó nhận vẫn rất là chuẩn, các nút, các cái micro vẫn nhận rất chuẩn. Và muốn có âm thanh vòm, muốn nó 3D hơn, có studio, club và concert hall, đó, tất cả có rất nhiều để tùy chỉnh. Nhưng mà những cái tùy chỉnh này nó sẽ tác động phù hợp nhất với các thiết bị tới từ Sony, và cái tai nghe này là một ví dụ điển hình. Đó là cái mô tả nhanh cũng như là cho các bạn thấy về tính năng cũng như chất lượng của chiếc MBR EX15AP ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể mua sản phẩm này. Cách mà chúng ta có thể mua thì các bạn sẽ làm như sau. Đó là các bạn có thể truy cập cái link bên dưới phần mô tả video này, hoặc là vào bất cứ đâu trên fanpage cộng review, và các bạn sẽ comment ở dưới bất cứ một bài viết nào, nhắc lại bài viết nào cũng được. Chúng ta comment bên dưới đó là cái hashtag như thế này, thăng EX15 tên của nó, rồi ấn gửi. Và bất cứ một bài viết nào, bài nào cũng được, chỗ nào cũng được luôn. Và có thể dùng link bên dưới phần mô tả thì nó cũng giống như vậy. Và lập tức thì hệ thống của fanpage bọn mình sẽ gửi tới các bạn một cái tin nhắn. Đó, như bạn thấy không? Nó đã gửi về tin nhắn, đó là về cái thông tin tai nghe MDR EX15AP chính hãng. Và tai nghe này tới từ Sony với giá là 390.000, tặng kèm voucher Got It 100.000 luôn, được free shipping. Đó, và chúng ta sẽ ấn đặt hàng ngay như thế này. Và bên dưới thì nó sẽ trả lại một vài thông tin khác. Đó, sản phẩm này có 5 màu, đen này, trắng này, màu hồng này, cho các bạn gái màu tím, màu xanh. Đó, tất cả những màu như vậy, nhưng mà mình nghĩ là nếu chúng ta muốn bình thường thôi thì chọn đen trắng cũng được, không bẩn thì chọn đen. Còn lại muốn phá cách cá tính thì hồng, tím, xanh được ok hết. Và mình sẽ chọn màu tím đi cho nó mộng mơ. Và tiếp tục thì bên dưới hệ thống sẽ phản hồi lại những thông tin khác. Đó, và như các bạn thấy thì mình sẽ chọn số lượng để đặt mua tai nghe này, thì mình sẽ ấn số 1 đi, mình mua một cái tai nghe thôi. Đó, và mình sẽ chọn cái địa chỉ. Như bạn thấy thì nó đã hiện địa chỉ ở đây, tại vì lần trước mình đã nhập địa chỉ vào đây rồi, thì mình vẫn muốn ship đến địa chỉ cũ chứ không phải địa chỉ mới. Mình ấn vào 22 Láng Hạ. Đó, như vậy là nó đã ghi lại những cái thông tin cũng như số điện thoại của mình ngày trước. Thì ok, mình có thể ghi chú ví dụ giao hàng và giờ hành chính hay vân vân mây các thứ, vẫn lưu lại. Đó, chỉ cần ấn như vậy thôi. Và nó sẽ tiếp tục trả lời, đó là mình sẽ xác nhận để đặt hàng. Đây là cái tổng kết, một tai nghe màu tím giá như này này, miễn phí giao hàng, thanh toán khi nhận hàng, và số điện thoại của mình 22 Láng Hạ, Ba Đình, vân vân, xác nhận. Đó, chỉ cần như thế thôi là chúng ta đã hoàn thành cái việc đặt hàng chiếc tai nghe này. Màu sắc, số lượng đương nhiên là tùy các bạn tùy chọn, và chỉ cần như vậy thôi là xong. Các bạn sẽ đợi hoặc là một lát, hoặc là sang cuối ngày, hoặc là sang ngày hôm sau thì sẽ có người gọi điện xác nhận cho các bạn để giao hàng cái tai nghe này đến với các bạn.
thì đương nhiên là chúng ta sẽ chỉ cần bỏ ra đúng số tiền như thế này thôi và không mất phí shipping, cũng như là các bạn sẽ được tặng kèm một cái voucher 100.000 của GodEat. Đó, đơn giản như vậy đúng không? Và link của sản phẩm này sẽ có bên dưới phần mô tả video cũng như là các hướng dẫn chi tiết. Thì mình nghĩ đây là một cái tai nghe xứng đáng để chúng ta có thể nghĩ đến khi mà các bạn có nhiều thiết bị khác nhau. Nếu mà chúng ta mua một cái tai nghe AKG S8 chẳng hạn thì nó cũng chỉ cắm vào Samsung được thôi, nó không cắm sang Xiaomi với toàn bộ tính năng được, hoặc cắm sang iPhone cũng hơi khó, hoặc là đôi khi chúng ta cắm vào máy nghe nhạc nó không nhận chẳng hạn. Ví dụ thế, với một tai nghe này thì các bạn có thể dùng với mọi thiết bị các bạn có. Nhắc lại đây là mọi thiết bị và qua cả những rách chuyển nó hoàn toàn ok hết. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.